Phượng bị bệnh sĩ gái, nghe khách đi du lịch hò hét liền thể hiện skill ngầu lòi. Bệnh sĩ gái thường hay ở các anh chàng mới lớn, mới tập yêu thích lấy lê với người yêu. Ngay cả con vật cũng không thoát khỏi căn bệnh đặc biệt này. Theo đó, mỗi khi nghe thấy khách đi du lịch hò hét nhưng phải là khách nữ nha, chú Vượng không thể kìm lòng và liên tỏa sáng những kỹ năng ngầu lòi của mình để lấy lè với các cô em xinh tươi. Chạy thật nhanh, đu tay lên cây và nhảy qua các cành một cách đầy điêu luyện, thể hiện sự linh hoạt tuyệt vời. Các cô gái thấy thì liền bất ngờ hò hét trước những màn sĩ gái vô cùng ấn tượng. Ôi đẹp! Con Vượng kiểu, mấy em thấy anh sao? Đang trong vườn buồn mà có tí hơi gái đi ngang qua thì phấn khởi quá hen. Không chỉ riêng con người mà động vật cũng có những cách thể hiện bản thân với gái không hề kém cạnh. Một số bình luận được dân tình để lại: đến cả khỉ mà cũng biết tán gái nữa, sao nhìn mình nó lại phèn ghê ta. Thấy anh bảnh chưa các em? Kết anh rồi thì đưa info cho anh đi nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.